Minh đường tử vi hoan hỉ chào đón quý cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 gặp thời chúng to tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 đổi đời giàu như Vũ bão đúng tháng 12 âm lịch Xin kính chào quý cô bác và quý anh chị đang theo dõi chương trình đặc biệt trên kênh Minh đường tử vi Kính chúc quý cô bác anh chị luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình Quý vị thân mến, người xưa có câu, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta lại thấy điều trái ngược hiện diện trong cuộc sống này. Có người ăn ở rất hiền lành, suốt đời làm những việc tốt nhưng cuộc đời thì lại lận đận, xui xẻo, gặp nhiều tai họa, cuộc sống ngập muộn trong nghèo khổ, quất ức. Chứng kiến thực tế ngang trái này, chắc hẳn không ít người chúng ta đâm ra hoài nghi, hoang mang về sự công bằng trong đời. Tuy nhiên, đó không phải là con giáp mà Minh Đường Tử vi nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Theo những ghi chép trong sách cổ Khải Huyền, thì các cô bác tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, là con giáp có đức, sẽ mặc sức mà ăn, đúng tháng 12 âm lịch, tháng cận Tết 2022 này. Tháng này được cả phúc tinh, lộc tinh, cùng chiếu sáng, cung mệnh, lại thêm Phật bà thấu tỏ phúc ân, bản mệnh sẽ trúng lớn, đổi đời tiền tỷ trong tay, may mắn hiếm có, cuối năm đại cát, đại hỷ, phúc quý, lâm môn. Và xin mời quý cô bác tuổi Ất Tỵ, hãy theo dõi hết luận giải này để gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, giàu có vinh hoa, bội thu tài lộc, đại cát, đại lợi. Gặp thời chúng to tuổi ất tỵ sinh năm 1965, đổi đời giàu như vũ bão đúng tháng 12 âm lịch. Những lời sấm truyền được giới tử vi phương đông luận giải có giá trị rõ ràng trong tháng 12 âm lịch này. Tới đây vận trình của cô bác tuổi ất tỵ sinh năm 1965 có nhiều khởi sắc đáng kể, đón nhiều niềm vui tốt lành và dễ gặt hái được thành công nhờ có tam hợp che chở những khó khăn và bế tắc trước đó cũng sẽ dần được hanh thông con giáp này được quý nhân ở bên chợ giúp nên không còn điều gì phải lo ngại như trước nữa thêm vào đó sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn động không khí hân hoan đón tết cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ tuy nhiên bản mệnh vẫn nên để ý tới vấn đề ăn uống đi lại đừng để gần đến tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật trong tháng cận Tết này, tiệc tùng ăn uống liên miên nên cô bác cần phải kiểm soát để chức năng tiêu hóa tránh bị quá tải, vậy vận trình hung cát của cô bác sinh năm 1965 cụ thể sẽ ra sao thì xin mời quý cô bác hãy cùng theo dõi. Các nội dung chính trong phần luận giải tử vi tháng 12 âm lịch như sau. Đầu tiên là tử vi sự nghiệp tuổi Ất Tỵ trong tháng 12 âm lịch, thứ hai là tử vi tài lộc của người tuổi Ất Tỵ, thứ ba là về phương diện tình duyên gia đạo trong tháng 12 âm lịch, thứ tư là tử vi sức khỏe, thứ năm là tử vi và cẩm nang vượng vận của quý mệnh chủ tuổi Ất Tỵ theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch, thứ sáu là xét tuổi sông đất tốt và xấu cho cô bác tuổi Ất Tỵ trong năm 2023, thứ bảy phúc đức là nhờ vào tu dưỡng. Cô bác tuổi Ất Tỵ giác ngộ được ba đạo lý này thì chắc chắn về sau sẽ càng ngày càng sung sướng càng giàu sang và bây giờ xin mời quý cô bác hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Đầu tiên là xét về phương diện sự nghiệp của cô bác tuổi Ất Tỵ trong tháng 12 âm lịch. Luận giải theo hệ tử vi phương Đông thì tiến sang tháng 12 âm lịch tới đây cô bác tuổi Ất Tỵ được cả tam hợp thái tuế và chính quan độ mệnh hứa hẹn những khởi sắc rực rỡ trong công việc và sự nghiệp cho cô bác điểm báo sẽ có quý nhân xuất hiện để giúp bản mệnh vượt qua sóng gió những khó khăn và bế tắc trước đó cũng sẽ dần được khai thông thêm vào đó sự quyết đoán không do dự sẽ giúp cho cô bác tuổi ất tỵ rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn động vào cuối năm bên cạnh đó các mối quan hệ nơi làm việc cũng rất tốt đẹp mọi người vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ nhau nên cùng hoàn thành công việc chung sự đồng lòng đó đã giúp tạo dựng lên một tập thể vững mạnh trong đó không thể thiếu sự góp sức của bản mệnh ngoài ra không khí hân hoan đón tết cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ nhìn chung công việc lúc này đang làm rất tốt để có thể chứng minh được năng lực của bản thân mình với cấp trên đây là thời cơ hiếm có bởi cô bác có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình nhất là khi tết đã cận kề mệnh chủ hoàn toàn có lý do để đưa ra yêu cầu tăng lương và tăng thưởng chẳng hạn có thể nói gạt bỏ những khó khăn trước đó mệnh chủ tuổi ất tỵ sẽ ngày càng tin tưởng vào bản thân mình tin tưởng vào quý nhân nên dần dần mọi khó khăn được tiêu biến con đường phát triển trước mắt cũng càng ngày càng rộng mở và hanh thông Tuy nhiên vận khí tốt chỉ quyết định một phần rất nhỏ, cái chính vẫn là sự nỗ lực của chính bản thân của cô bác. Nhất là trong tháng 12 âm lịch, vẫn có nguyệt lệnh lâm tử ám tàng, nếu như cứ dựa dẫm vào vận may, thì cô bác sẽ chẳng thể đạt được những thành quả rực rỡ đến như vậy, may mắn chỉ là một yếu tố phụ để đi tới thành công, những ai hăng hái tích cực làm việc miệt mày, cố gắng, thì ắt sẽ thu về những thành quả xứng đáng. Ngược lại, những ai an phận thủ thường, chỉ cầu ổn định, kết quả đạt được sẽ rất bình thường, nhất là trong tháng này có bạch hổ hung tinh chiếu mệnh, khiến cho cô bác sẽ phải di chuyển nhiều hơn, nhưng nếu đó là việc cần thiết cho công việc thì hãy cứ thoải mái để đón nhận, rất có thể cơ hội đang ở phương xa để chờ đợi mệnh chủ tuổi ất tỵ đón nhận đấy. Xét về phương diện tài lộc của cô bác tuổi ất tỵ trong tháng 12 âm lịch thầy tử vi có tiết lộ thiên cơ, trong tháng quý sửu này tuổi ất tỵ sẽ được cục diện bán hợp trợ lực, nên vận trình có rất nhiều khởi sắc sáng sủa, phương diện tài lộc cũng không ngoại lệ, đây cũng là tháng cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn và hợp tác đầu tư lớn thì càng nhiều, giúp cho tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Mệnh chủ có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái, nói chung là không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa cho Tết Nguyên đán. Theo tử vi học thì cô bác tuổi Ất Tỵ chính là một trong những con giáp luôn biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để phát huy, để đi tắt đón đầu, dẫn đầu xu hướng, chính vì vậy mà con đường làm giàu sẽ càng ngày càng rộng mở. Tháng 12 âm lịch năm 2022, bản mệnh sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay, nhưng lưu ý rằng cầu tài cũng cần phải có lộ trình nhất định, đừng vì nóng vội muốn kiếm tiền để đón Tết mà đi theo con đường tà đạo không chính đáng, dù bằng cách gì để làm giàu đi chăng nữa nếu như cô bác đi theo hướng chính đáng thì ắt sẽ thu về lợi nhuận cao. Bên cạnh đó dù tiền bạc có dùng dình tới đâu thì mệnh chủ cũng cần phải cân đối lại việc chi tiêu của bản thân sao cho tốt nhất để đảm bảo thu chi cân đối và có tài chính tích lũy lâu dài. Sắm Tết ở mức độ vừa phải và hợp lý, đừng quên là tình hình tài chính biến động đã ảnh hưởng bất lợi và cuối năm nên cũng không cần phải quá xa hoa làm gì. Xét về phương diện tình duyên và gia đạo của ất tỵ trong tháng 12 âm lịch, theo tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy rằng, dưới sự tác động tích cực từ tam hợp cục, đường tình duyên của Ất Tỵ cũng sẽ thuận lợi hơn trước rất nhiều. Vợ chồng của cô bác tuổi Ất Tỵ vì bận rộn với công việc cuối năm nên ít có thời gian dành cho nhau, vợ chồng cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn, những chuyện lặt vặt xong mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải, trả lại sự bình yên cho gia đình. Một số cặp vợ chồng còn đón tin vui về chuyện của con cái, càng khiến những ngày đón Tết thêm ý nghĩa và hạnh phúc hơn, gia đạo ấm cúng, tâm trạng của ai cũng hân hoan, vui mừng. Theo dõi phi tinh tháng có sao nhất bạch chủ về nhân duyên đào hoa, hỷ khánh, ngụ ở vị trí tây nam, nơi đây nên được sắp xếp đồ đạc gọn gàng, nhà sang, sạch sẽ, để các khí dễ dàng di chuyển mang tới vận may cho bản mệnh về chuyện tình cảm và nhân duyên. Xét về phương diện sức khỏe của cô bác tuổi ất tỵ trong tháng 12 âm lịch. Phương diện sức khỏe cho biết, nhìn chung thì sức khỏe của cô bác tuổi ất tỵ rất ổn định, không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên do tác động của bạch hổ hung tinh, nên bản mệnh vẫn nên đề phòng họa huyết quang, hoặc những tai nạn bất ngờ. Tử vi có cảnh báo cô bác làm gì cũng cần phải thận trọng, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn, có tính sát thương cao, đồng thời mệnh chủ cũng nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại, đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố, hay những thương tật không đáng có. Bên cạnh đó trong tháng cận Tết này tiệc tùng ăn uống liên miên nên có bác cần phải kiểm soát, để chức năng tiêu hóa tránh bị quá tải, tránh lái xe khi đã uống rượu bia, hay sử dụng chất kích thích kẻo tự mình gây họa lớn nhé. Tiếp theo Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới cô bác về tử vi và cẩm nang vượng vận của tuổi Ất Tỵ theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Đầu tiên là tử vi 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 12 âm lịch. Theo dõi tử vi hàng tháng của cô bác tuổi Ất Tỵ thì nhận thấy rằng 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch chính là khoảng thời gian cực kỳ thuận lợi đối với người tuổi Ất Tỵ. Ngay từ đầu tháng, mệnh chủ đã được lãnh đạo giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại, hãy phát huy hết khả năng của mình, có thể khiến cho tất cả mọi người phải thán phục. Tài lộc của cô bác rực sáng vào 10 ngày đầu tiên của tháng Tết này, giúp cho bản mệnh thoải mái chi tiêu. Người làm công ăn lương sẽ gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc, nên không thiếu các khoản thưởng nóng hay là hoa hồng. Với người làm ăn kinh doanh thì cô bác tìm được hướng đi mới cho doanh nghiệp của mình nhờ thế mà nhanh chóng vượt lên trên đối thủ, có thể thấy rằng đôi khi thách thức xuất hiện cũng là cơ hội tuyệt vời để mệnh chủ rèn luyện bản thân, khẳng định chỗ đứng, dù đã trên 50 tuổi nhưng cô bác cũng đừng ngại để thử sức. Với phương diện tình cảm cũng có nhiều điểm sáng, các thành viên trong gia đình biết quan tâm, chia sẻ cùng nhau nên gia đạo luôn được vui vẻ và lạc quan. Thời điểm vàng trong tháng đó là ngày mùng 6, mùng 8 và mùng 9 âm lịch. Hướng may mắn là hướng nam và hướng tây nam, kết hợp với tuổi quý nhân là người tuổi Thìn và tuổi Hợi thì chắc chắn thành công. Con số phát tài là số 56, số 84 và 32. Tiếp theo là tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 12 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ có thể gặt hái được thành công trong 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch này, cô bác không ngừng cố gắng đầu tháng thì cô bác có thể được cấp trên tin tưởng và phân công cho những nhiệm vụ quan trọng, hãy phát huy khả năng của mình để khẳng định vị thế, phương diện tài lộc cũng tiến triển tích cực vào thời điểm giữa tháng 12 âm lịch này nếu là người làm ăn kinh doanh cô bác có thể sẽ được giới thiệu cho những cơ hội làm ăn hiếm có khiến cho đồng tiền chảy vào túi ào ào nếu như là người làm công ăn lương mệnh chủ có thể nhận được những khoản tiền thưởng nóng hãy tin rằng nếu như bản thân quyết tâm làm việc thì thành công sẽ luôn nằm trong tầm tay cô bác ất tỵ vẫn còn nhiều tiềm năng chưa khám phá hết, càng chăm chỉ thì mệnh chủ sẽ càng thu được nhiều lợi ích hơn, phương diện tình cảm ngày càng ổn định hơn, đôi khi vợ chồng cô bác khó tránh khỏi việc mâu thuẫn, ý kiến, song sau khi trao đổi thì hai người lại càng thêm thấu hiểu nhau hơn, thậm chí những lần giận dỗi cũng là gia vị tình yêu cho hai cô bác. Thời điểm vàng trong tháng là 3 ngày sau rằm, hướng may mắn là hướng đông nam, và hướng tây bắc kết hợp với tuổi quý nhân là người tuổi ngọ, và người tuổi hợi, thì chắc chắn sẽ thành công con số phát tài là số 99, số 61 và 47 tiếp theo là tử vi 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch từ ngày 20 cho đến ngày 30 Tết là con giáp may mắn trong 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch này, nên người tuổi Ất Tỵ có khả năng vượt lên thử thách nếu như đầu tháng cô bác vẫn có thể đối đầu với kẻ tiểu nhân, thì ngay sau đó từ giữa tháng trở đi, bản mệnh lại nhận được sự che chở của lãnh đạo, được giúp đỡ để khẳng định vị thế của mình, tình hình tài lộc thiên về sự ổn định, cô bác có thể sẽ nhận được một khoản tiền lãi nhỏ từ những mối đầu tư trước đó đây cũng là lúc mệnh chủ cần xem lại những quyết định của bản thân và xu hướng của thị trường nếu như thấy điều gì đó chưa ổn thì cần phải thay đổi để phát triển hơn phương diện tình cảm có dấu hiệu dần khởi sắc trong gia đình thì cô bác tuổi ất tỵ và người ấy luôn thấu hiểu và luôn là điểm tựa vững chắc cho nhau cũng nhờ có đối phương mệnh chủ chẳng còn sợ hãi khi đối diện với những khó khăn và thử thách trong cuộc đời nữa đối phương sẽ luôn sẵn sàng đưa ra cho cô bác những lời cổ vũ động viên cũng như ý kiến để giải quyết công việc thời điểm vàng trong tháng là ngày 21, ngày 23 và 27 Tết. Hướng may mắn thì có hướng Bắc và hướng Đông Bắc kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi mão tuổi sửu thì chắc chắn thành công, con số phát tài là số 85, số 20 và số 16. Tiếp theo Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý cô bác về tuổi sông đất tốt và xấu với người tuổi ất tỵ trong năm 2023, tuổi sông đất năm 2023 chọn tuổi sông nhà là hợp mệnh với gia chủ tuổi ất tỵ thì sẽ mang lại bình an, may mắn và phú quý trong cả năm mới. các tuổi sông đất tốt với người tuổi ất tỵ trong năm quý mão 2023 gồm những tuổi sau: thứ nhất là tuổi tân sửu, tân mùi 1991, mậu thân 1968, đinh hợi 1947, đinh tỵ 1977, canh ngọ 1990, bính thìn 1976, canh tý 1960 và kỷ dậu 1969 các tuổi sông đất xấu, với người tuổi ất tỵ trong năm quý mão 2023 không nên sông đất, gồm những tuổi sau, thứ nhất là tuổi quý tỵ sinh năm 1953, tuổi tân mão năm 1951, tuổi kỷ sửu năm 1949, tuổi kỷ hợi năm 1959, bính ngọ 1966, kỷ mùi 1979, tân dậu 1981, và quý hợi 1983, những tuổi này không hợp để sông đất cho cô bác trong năm 2023 tiếp theo minh đường tử vi sẽ chia sẻ tới quý cô bác về ba đạo lý nếu như giác ngộ thì cô bác tuổi ất tỵ càng về sau sẽ càng sung sướng và giàu sang vâng kính thưa quý cô bác số phận không phải do trời định mà do chính chúng ta tự quyết định bất cứ muốn có được cuộc sống viên mãn thì đều phải phấn đấu nỗ lực đấu tranh để giành lấy và trước khi bắt đầu phấn đấu chúng ta cần phải xác lập một khái niệm nhất định để hướng tới như người xưa có câu chỉ khi đạt được sự thống nhất về hành động, và tư tưởng, thì con người ta mới có thể tu thân, tề gia, trị quốc, và bình thiên hạ, khi đã đi quá nửa đời người, ta mới nhận ra ba đạo lý để có thể thay đổi được số phận, và cô bác tuổi ất tỵ càng biết sớm, thì càng có lợi cho bản thân mình, và cho con cháu. Thứ nhất, thành công phải đi đôi với đạo đức, khổng tử tin rằng một người đàn ông cần phải trau dồi đức hạnh, và trau dồi sự nghiệp của mình, một người dù có xuất thân như thế nào thành tích cao đến đâu, thì cũng cần phải nâng cao phẩm hạnh của bản thân, và chuyên tâm vào sự nghiệp của chính mình, trên thương trường đạo đức chữ nghĩa hiếm khi được coi trọng. Trong mắt nhiều người âm mưu và thủ đoạn là con đường tắt để đi tới thành công, nhưng tại thời điểm đó thì ít ai biết được đó là những thứ hư vinh, không thể tồn tại mãi mãi, nhân đức của một người giống như dòng nước, nó sẽ mang lại lợi ích cho người khác, nhưng cuối cùng sẽ nuôi dưỡng chính bản thân mình khi bạn có thể thúc đẩy bản thân và người khác để tạo ra lợi ích cho những người xung quanh thì một khi thành công bạn sẽ cảm thấy thanh thản và phúc khí cũng theo đó mà tăng lên thứ hai nước trong quá thì không có cá trong đối nhân xử thế đỉnh cao của khôn ngoan đó là nửa hiền và nửa phản về vấn đề này nhiều người sẽ thắc mắc chẳng phải đang nói đến việc dù muốn thực hiện một việc gì đi chăng nữa chúng ta cũng cần phải để đạo đức lên đầu tiên hay sao Tại sao chúng ta vẫn cần phải có sự khôn ngoan của kẻ tiểu nhân? Chúng ta hãy tưởng tượng rằng nếu như chúng ta gieo lòng tốt của mình cho con sói hung ác như vậy chẳng phải chúng ta sẽ trở thành những con cừu không biết phân biệt đúng sai hay sao? Làm người hãy rèn luyện cho mình bản lĩnh để phân biệt tốt xấu cũng như từ chối những điều tiêu cực trong cuộc sống, không có điều gì là tuyệt đối. Để thích nghi và tồn tại, chúng ta cần có cả đạo đức và bản lĩnh của chính mình. Thứ ba, là một nửa sắc sảo và một nửa thì uyển chuyển, điều khó nhất trong cuộc sống là không được hoang tưởng, người đời thường hay sống trong những kỳ vọng xa vời nên kết quả đổi lại là khổ cả đời, hãy lấy thái độ nghiêm túc làm ví dụ. Một số người luôn nghiêm túc trong mọi việc, luôn không biết cách xoay chuyển tình thế, những người như vậy đặc biệt dễ mắc lỗi và họ cũng bộc lộ rõ sự yếu kém trong cách cư xử với những người xung quanh, làm người lúc cần sắc sảo thì hãy sắc sảo, lúc cần uyển chuyển thì cũng nên uyển chuyển, có những công việc cần sự nghiêm túc tuyệt đối. Vậy chúng ta cần phải nghiêm túc thực hiện và có những điều nhỏ đôi khi khiến chúng ta phân vân đúng và sai, nhưng chỉ cần chúng ta biết cách điều hòa thì mọi việc sẽ vẫn đi theo hướng của nó, đừng để những điều vụn vặt làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chính mình. Trước những biến cố, hãy thận trọng và khôn khéo, đối mặt với những vấn đề tầm thường thì hãy nhắm một mắt và đây chính là cách sống ung dung và uyển chuyển. Vâng, kính thưa quý cô bác vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ tới quý cô bác về tử vi tháng 12 của cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 hy vọng rằng, với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây, sẽ giúp cho cô bác nắm bắt được vận trình tổng quan của mình, rồi từ đó thì cô bác có thể làm giàu và có những hướng đi đúng đắn hơn cho cuộc sống của chính mình. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết video của chúng tôi, mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, quý cô bác vui lòng comment họ tên, cho ngày tháng năm sinh và câu hỏi cần được giải đáp, chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp cho quý cô bác, trong thời gian sớm nhất xin chân thành cảm ơn quý cô bác và xin chào hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo